Cuộc xài Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số lô phôi hạn khai thác giao lưu đến anh em. Đầu tiên là lô Hải Châu số 1, giao lưu là 300 bao ship. Lô số 1 bao gồm 3 cây. Đây là Hải Châu biển, lá nhỏ, lá tròn. Lô số 2 giá là 300, lá vẫn còn trên cây, lá rất là đẹp. Tiếp theo là lô số 3, vẫn giá mức giá là 300, mình bao ship. Tổng bộ là Hải Châu biển, lá vẫn còn trên cây nên anh em yên tâm. Dòng Hải Châu biển lá rất là đẹp. Những lô này mình giao lưu là 350. Cây Hải Châu tông cao. Lô số 4, 350 bao ship. Cây rất cao to. Và đây là lô số 5, hai cây lắc lượng rất đẹp. Số 6 bao gồm một cây ba thân. Cây số 6 ba thân liền cốt. Cây này bị trầy da phía dưới gần một gang tay. Một cây ba thân cao to. Theo là cây lô số 7 bao gồm hai cây. Cây rất là to, bằng hai ngón tay. Lô số 7 giá là 350, mình bao ship. Lô cuối cùng của cây Hải Châu là lô số 8, mức giá là 350, mình bao ship, bao gồm hai cây. Cây số 9 là một cây dụ dẻ, giao lô là 200, bao ship. Đây là vả của cây dụ dẻ và đây là hoa của dụ dẻ, hoa quả rất là đẹp. Cây tiếp theo là cây dụ dẻ số 10, giao lô 250, bao ship. Cây tiếp theo là cây số 11, giá 250, bao ship. Lá của cây dụ dẻ rất là thơm, nó có một mùi thơm rất dễ chịu. Quả của cây dụ dẻ ăn rất là ngọt. Cây dụ dẻ số 12, giao lưu là 350, bao ship. Thank you.
cây số 13 là một cây sầm đá. Cây sầm này hoa màu tím xanh. Đây là nụ của cây sầm lúc chưa nở, và đây là hoa của cây sầm khi nở. Cây có một đường con lắc dưới gốc rất là hay. Giá giao lưu là 500, mình bao ship. Cây cuối cùng trong clip là một cây mẫu đơn đỏ, mẫu đơn núi, trang núi, mẫu đơn núi. Cây này hoành là 30, cao là 1m2. Giao lưu giá là 850, mình bao ship. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của mình. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em.